Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay các hàng mình là chào chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn đối với cái hãng Xcode này anh em ha. Trước tiên thì anh em biết Xcode nó là cái thương hiệu của Trung Quốc và là cũng hàng chính hãng nha, chuyên sản xuất và xuất khẩu sang thị trường các nước á. Ở trong miền Nam bên thành phố Hồ Chí Minh thì bán Xcode nó ít nhưng mà ở ngoài miền Bắc nó bán rất là nhiều luôn. Anh em có thể tham khảo những cái máy Xcode này là tại những cái sàn thương mại điện tử nó bán rất là nhiều. Đó. Thì bên cái hàng mình anh em thì bây giờ có ba cái dòng đang khuyến mãi nha. Ví dụ như cái thân cưa lọng nè, cái thân bắn đinh không có đinh nè, thân máy cưa đĩa khuyến mãi như thế nào bây giờ anh em sẽ đi vào cái chương trình này với mình nha. Đầu tiên á, là đây là cái thân máy cưa lọng nha. Cái thân này về thông số kỹ thuật của anh em thì cái khoảng hành trình của nó là 20 mm nha. Cắt gỗ cắt sắt được ha, gỗ cắt 50, sắt cắt 5 mm nè. Thân máy cưa lọng này khuyến mãi như thế nào, anh em mua cái thân máy cưa lọng này thì mình sẽ tặng anh em một cái đế chuyển từ cái chân pin Xcode sang cái chân pin phổ thông của Makita. Như vậy thì anh em khỏi lo về vấn đề mà pin nha. Ví dụ như anh nhà anh em có chân pin phổ thông của Makita đó thì anh em xài nha, anh em xài. Anh em lưu ý giùm ha, cái chân pin phổ thông của cái dòng này nha, nó không có cữ, anh em lưu ý nha. Không có cữ bắt đây, nó chỉ có cái máy nè, một cái lưỡi, một cái lục giác thôi nha. Nó không có cữ cưa nha. Đó. Giá chỉ có 550 ngàn thôi. 550 ngàn anh em được tặng cái đế chuyển pin này, Xcode này. À, đế này anh em ráp vô, anh em ráp sát vô nha. Bóp vậy nè. Đó. Cho nó sát cái này vô nè, à, thì nó mới cứng được anh em ha. Ráp vô rồi. Đó. Thì đối với cái chân nào nó chuyển sang cái pin Makita đó thì anh em xài cái hệ pin Makita nó phải chuẩn nha. Chuẩn ở đây là những cái pin mà cái chân này nè, nó làm phải chuẩn Makita, anh em bỏ vô nó mới êm được. Còn những cái pin mà ngoài thị trường mà nó đã qua nhiều cái vấn đề mà nó làm nó chưa có chuẩn á, thì anh em bỏ vô hơi bó. Nếu chuẩn pin Makita anh em gắn vô nhẹ tơn à, đó ngon lành nè. Cái chuẩn cái pin này có bơm kính làm Makita chuẩn á, gần như 100% luôn á. Cứ ta xài thôi nha. Nó dùng là có chế độ đá ba lưỡi nè, những cái dòng giá rẻ nhưng mà cái chế độ ha ba chế độ ba lưỡi nè, cơ chế gài nhanh nè anh em, bỏ lưỡi vô ha, gài thôi. Có đèn led nè, có đèn led nè đó rồi nha, và cái khóa an toàn nha. Anh em bóp không được, anh em phải dùng cái tay, anh em một cái tay bóp như này anh em mới xài được nè, và có hút bụi luôn nha. Đó, giá rẻ bảo đảm anh em, chỉ có 550 ngàn thôi mà được cái thân nè, được cái đế chuyển nè, tuyệt vời mà trời luôn ha. Anh em về cứ pin phổ thông chúng ta xài thôi, anh em đang có những cái chân pin Makita đó này bỏ vô anh xài nha. Đó, còn nếu mà ok ha, quá rẻ rồi anh em ơi, có 550 thôi nha, cái đế chuyển Makita ha, từ nguyên phổ thông sang đó, ngon lành như này nè, ráp vô như này ha, ngon lành. Và chúng ta gỡ ra thôi, ok ha, từ Xcode sang Makita nha. Thì anh em mua 550 thì được bộ vậy đó nha, chưa có pin nha. 550 thì anh em gài vô thôi, ngon lành. Nó đưa sát vô nhẹ, đưa sát vô luôn nha, rồi mình gắn vào đó. Rồi ok nha. Về cái máy Xcode nó đều là máy mới nha, nó làm rất là đẹp, nhựa bọc nè, tuyệt vời luôn anh em ơi. Đẹp, cơ chế nghiêng rồi nha, có chưa nghiêng rồi, quên chế độ hai cơ chế này, thổi và hút nè. Anh em có thể thổi vô nè, anh em kéo này qua chế độ để nó hút nè, hai cái này nó khác nhau anh em á. Đó, có thêm cơ chế này nữa nè. Rồi chúng ta xả cái này ốc ra, nó kéo xoay nghiêng 45 độ ha. Lưu ý này không có cử nha, nó có ốc bắt cử này nhưng mà nó không có cử kèm theo, em lưu ý giùm nha, chứ hỏi mình cử đâu không có. Rồi mình qua nha, chỉ có 550 ngàn thôi nha anh em á. Đó là về máy cưa lọng, anh em mua về là anh em xài được cái hệ pin của mình nha. Anh em lưu ý xài cái hệ pin Makita nó chuẩn xíu nha, pin mà xài nó không có chuẩn là nó hơi bóp á, nó cứng á. Rồi mình sẽ qua tiếp cái máy cưa đĩa đây. Máy cưa đĩa còn ác nữa nè, 650 ngàn thôi nha, tặng luôn cả cái đế chuyển pin đó. Thì đúng ra thì máy trình này là để đẩy thằng tồn đó anh em, nó nôm na giống vậy nha, cuối năm mà. Rồi đây máy cưa đĩa có trang bị gồm gì, nó cũng có cái cưa đĩa nè, cũng có cái cử nè, có cái đồ để hút hút bụi nè nha. Cưa đĩa này nó hay lắm, nó trang bị chúng ta là một cái cụm mà ráp vô cái phân cái đồ của thôi luôn nè, bắt ốc vô là ngang ngay luôn, 650 ngàn thôi. Chúng ta ráp cái này vô đây nè em ha. Đó, vô đây nè, con ốc sẵn luôn ha, là nó ra hình hút bụi ha, đầu nó hút bụi nè, có đủ luôn nha, có lục giác nè. Rồi có chế độ mà xả đây nè, nâng hai lưỡi đi ha, không nói nè, xả này nè em, nâng hai lưỡi nè, đó khóa lại, có 650 thôi
nha, nghiêng 45 độ nè. Đó, ok ha. Rồi khóa cốt nè để thay lưỡi nè. Và anh dùng cái lưỡi, cái chuẩn lưỡi này á, lưỡi phổ thông nha. 165 mm, anh em có thể xài chuẩn của hãng Tô Toàn được được nha, 165 mm. Đó. Đối với cái dòng này thì nó có cho lưỡi không ta? Cho một cái lưỡi nè. Đây mình lâu quá không giới thiệu. Trang bị chúng ta một cái lưỡi miễn phí nè. Nha. Đó, cái lưỡi này là cốt 16. Thì bây giờ thông thường những cái lưỡi anh em mấy cái này nó có cái lông đền nó hạ xuống 20 xuống 16 rồi, anh em yên tâm. Nha, hạ từ 20 xuống 16, cho vậy anh em xài những cái chuẩn lưỡi ngoài thị trường anh em không có sợ. Nha, những cái lưỡi mà bình thường nó như vậy thì nó sẽ 20 xuống 16 hoặc nó có sẵn 16 sẵn luôn. Trang bị một lưỡi sẵn luôn nha, lưỡi cắt gỗ anh em ha. Còn cái này anh em muốn cắt sắt thì anh em mua lưỡi hợp kim anh em bỏ vào. Nha. Đó, thằng lành. Giờ mình gắn cái đế vô nè. Đây. Đó, anh em gắn sát cho mình nha. Đó, gắn vô sát như nè. Rồi gắn cái pin vô. Pin chúng chuẩn của mai ta anh em ấn vô nhẹ nhàng lắm. À, có chế độ khóa toàn toàn nè, gạt bên hông nó chạy nè. Đó. Thắng từ nè ha, thả ra cái là cái bật liền. Cụm này là bằng nhựa anh em ha. Mấy này bằng nhựa. Tay cầm khá là đẹp. Đó, động cơ có than nha. Đó, động cơ có than. Ok ha, rất là đẹp luôn, chỉ có 650 ngàn thôi nha anh em. Anh em đang có nhu cầu về DIY cuối năm hoặc ngày nọ thì có thể liên hệ. Số lượng thì cũng không còn nhiều đâu đó, khoảng mỗi thứ còn khoảng 10 con thôi, không có nhiều nha. Mỗi thứ còn khoảng 10 con thôi. Đó. Để anh em mua thì mình sẽ tặng luôn cả cái một cái đế chuyển ha. Đó, đế chuyển. Rồi. Ngon lành ha. Đế chuyển sang chân phổ thông Makita. Đó. Rồi ok, 650 ngàn cho cái máy cưa đĩa này, được tặng một cái đế chuyển nha anh em, rất là đẹp. Đó. Tại cái thân không nha, chưa gồm pin, chưa gồm sạc đó. Anh em nào mà có pin có sạc ở nhà thì mình tận dụng. Mình nó nôm na thì anh em nào mình có cái có hệ pin ở nhà xài đó, ha, mấy hệ mà hệ đế tông cũng xài vô được đó, anh em. Thì nó đâu mà chân Makita phổ thông á, bây giờ hầu như là anh em xài cái đó không á. Đó, thì mình bỏ vô mình xài được cái gì, giá rẻ giải quyết được vấn đề nha. Cắt gỗ đều ngon lành nha. Rồi sản phẩm thứ ba. À, sản phẩm thứ ba đây. Máy bắn đinh dùng pin của hãng Xcot. Cái dòng này thì giá là 1.450.000 nha. 1450. Đó, trang bị ra mấy cái hộp đinh này xíu đi thử nha, một cái đầu đeo. Đó. Đây anh em, ngon lành ha, khóa an toàn nha, có đèn led đó, có chỉnh lực nằm ở trên đây. Rồi nó chỉ đơn giản thôi, hộp gắn đinh đó, đinh sẵn luôn rồi nè, gắn vô ha. Đó, ngon lành nha. Này bắn hai loại đinh nha, đinh U và đinh F. Ở đây thì về thông số kỹ thuật nè, nó sẽ bắn được đinh U và đinh F nha, có hai cái. Rồi bây giờ mình sẽ bắn thử anh em nha, gắn cái đế chuyển vào đây. Nó hơi cứng nè. Em chờ xíu. Rồi, vô rồi. Nói chung là nó hơi bót nha. Không quên, này phải tháo rồi. Rồi gắn cái pin vào. Ngon lành nha. Giờ mình sẽ bấm thử cho em nghe coi nha. Với giá tiền chỉ có 1.450.000 thôi nha anh em á. Đây. Đó, ngon lành. Ok ha. Chỉnh lực nằm ở đây ha. Nhẹ nè. Nhẹ hơn ha. Đó. Mỗi lần ấy là chúng ta bấm một cái nha. Đó. Ngon lành. Hết pin. Hết đinh. Hết đinh thì nó khóa luôn nha, nó không có này đưa lên nè, hết đinh thì nó ấn thẳng xuống, nó khóa lại. Rồi ok nha. 1.450.000. Đó, anh em nào đang có nhu cầu thì liên hệ về ba cái mã máy này của hãng Xcot nha, đang có thương mại. Một 450 thì tặng anh em một cái đế chuyển ha. Đó, một cái đế chuyển. Đó.
Rồi ok nha, anh em đang yêu cầu thì liên hệ. Đó. Như thế này thôi. Rồi cảm ơn em nhé, xin chào và hẹn gặp lại.